Hey, cut. Tụi mày coi tao biểu diễn nè. Ngồi trong phòng máy lạnh điều khiển máy bay không người lái theo thời gian thực. Các đường bay nhắm mục tiêu bắn và đùng. Sức mạnh của UAV mà Ukraine mua của Thổ Nhĩ Kỳ. Các máy bay không người lái UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Ukraine rất nhiều trong cuộc đối đầu với lực lượng không quân có sức mạnh vượt trội của Nga. Một video lan truyền trên Twitter tối ngày 27 tháng 2 cho thấy hình ảnh về một vụ nổ lớn xoét toạc vào mục tiêu được cho là đoàn xe quân sự của Nga đánh trực diện vào một hệ thống tên lửa đất đối không. Video đen trắng được đăng tải trên tài khoản của các lực lượng vũ trang Ukraine là một trong số những video đã xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, cho thấy sức mạnh tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine. Đoạn video thu hút được hơn 3 triệu lượt xem trên Twitter trong 2 ngày. Thiết bị gây chú ý trong đoạn video trên là Bayraktar TB2, một loại UAV của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine được cho là đã triển khai thêm nhiều Bayraktar TB2 để chống lại các lực lượng Nga. Bayraktar TB2 được sản xuất bởi công ty Baker Defense của Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu dành cho lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay đã có nhiều nước như Ukraine, Ba Lan, Pakistan mua của Thổ Nhĩ Kỳ vì hiệu quả chiến đấu của nó được thể hiện gần đây. Sau khi được chứng minh là rất thành công trong cuộc chiến Nagorno-Karabakh năm 2020, máy bay không người lái Bayraktar lần đầu tiên được sử dụng trong một cuộc xung đột quân sự lớn giữa Nga và Ukraine năm 2022. Khi chúng được sử dụng thành công để phá hủy xe tăng và xe thiết giáp của Nga. Sự phát triển của UAV này phần lớn được ghi công cho Selçuk Bayraktar, một cựu nghiên cứu sinh người Thổ Nhĩ Kỳ tài năng, sinh năm 1979, của MIT, tức là Viện Công nghệ Massachusetts ở Hoa Kỳ. Theo tài liệu quảng cáo từ công ty sản xuất, mỗi UAV có thể mang theo 4 tên lửa dẫn đường bằng laser với độ chính xác cao. Máy bay được giám sát và điều khiển bởi phi hành đoàn trong một trạm điều khiển mặt đất, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí. Thông số kỹ thuật cụ thể như sau. Thông số kỹ thuật của Bayraktar TB2. Đặc điểm chung, phi hành đoàn là có không người lái trên máy bay, 3 người trên mỗi trạm điều khiển mặt đất. Chiều dài khoảng 6,5m, sải cánh 12m. Khối lượng cất cánh tối đa là 650kg, trọng tải là 150kg. Động cơ là bao gồm một động cơ đốt trong 100 mã lực. Dung tích bình nhiên liệu là 300 lít. Loại nhiên liệu là xăng. Các thông số vận hành tốc độ tối đa là 220 km/h, tốc độ hành trình là 130 km/h, tầm bắn là 150 km, trần phục vụ là 8.200m, độ cao hoạt động là 5.500m, độ bền là 27 giờ. Giá UAV và các hệ thống điều khiển, vũ khí đi kèm là từ 1 tới 2 triệu đô, tức là khoảng từ 20 tới 40 tỷ Việt Nam đồng tùy theo trang bị. Máy bay trước đây dựa vào các thành phần và công nghệ nhập khẩu như động cơ sản xuất tại Áo và thiết bị quang điện tử nhập khẩu từ Canada hoặc từ Đức. Các nước xuất khẩu sau đó đã đình chỉ giao động cơ và các thiết bị quang điện tử của họ vào tháng 10 năm 2020, sau khi biết chúng được sử dụng trong quân sự, mặc dù chỉ được chứng nhận cho mục đích sử dụng dân sự. Ngành công nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng lại bằng cách cung cấp các giải pháp thay thế được sản xuất trong nước, bao gồm động cơ, hệ thống điện tử và van nhiên liệu. Từ năm 2021, tất cả các thành phần đó đã được thay thế bằng các sản phẩm được sản xuất trong nước. Số lượng đã được sản xuất tính tới nay là 257 chiếc. Chuyến bay đầu tiên là từ tháng 8 năm 2014.
Tính đến ngày 26 tháng 11 năm 2021, máy bay không người lái TB2 đã hoàn thành 400.000 giờ bay trên toàn cầu. Nhà phân tích Salem Al-Kadbi cho rằng, nhu cầu cao đối với mẫu máy bay không người lái đã góp phần mở rộng ảnh hưởng chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc trưng của UAV TB2. Về mặt thiết kế, UAV Bayraktar TB2 có thiết kế thân cánh pha trộn với cấu trúc đuôi chữ V ngược. Lực đẩy được tạo ra thông qua động cơ đốt trong đặt giữa các cần đuôi. Nền tảng liền khối có dạng module với các hạng mục chính có thể tháo rời như cánh, cần đuôi và đuôi chữ V. Tất cả các hạng mục của thân máy bay chủ yếu được làm từ các bộ phận composite, sợi carbon, trong khi các bộ phận nhôm gia công CNC chính xác được sử dụng ở các phần tiếp giáp của bệ máy. Nhiên liệu được sử dụng trong bình chứa nhiên liệu và mức tiêu thụ nhiên liệu được cân bằng tự động bằng van điện tử. Một cánh quạt hai cánh có thể thay đổi góc tấn, cho phép bay hiệu quả ở độ cao trung bình. Trạm kiểm soát mặt đất đặt trên xe tải của UAV được trang bị các hệ thống chỉ huy và điều khiển dự phòng chéo. Có 3 người điều khiển bao gồm phi công, người điều khiển trọng tải, vũ khí và chỉ huy. Trạm kiểm soát mặt đất được trang bị máy điều hòa không khí, bộ lọc hạt nhân, sinh học và hóa học. Bên trong có màn hình kép phía trước, cùng với phần mềm giao diện người điều hành được sử dụng để chỉ huy, điều khiển và giám sát thời gian thực. Tụi mày coi tao biểu diễn nè. Ngồi trong phòng máy lạnh điều khiển máy bay không người lái theo thời gian thực. Các đường bay nhắm mục tiêu, bắn và đùng, đừng giỡn nha. Hệ thống điều khiển chuyến bay kỹ thuật số. Bayraktar có hệ thống điều khiển chuyến bay tự động với khả năng tự động taxi, cất cánh, hành trình, hạ cánh và dừng đổ mà không cần bất cứ sự hỗ trợ bên ngoài nào. Hệ thống điều khiển chuyến bay là thành phần chính trung tâm thực hiện các thuật toán kết hợp với dữ liệu cảm biến theo thời gian thực. Điều khiển nhiệm vụ cụ thể được xử lý thông qua hệ thống máy tính điều khiển nhiệm vụ. Tất cả các thiết bị điện tử hàng không, phần mềm và phần cứng chính trên không đang được phát triển liên tục để đạt được hiệu suất cao nhất. Năng lượng điện để cung cấp cho các hệ thống trên máy bay được hỗ trợ bởi 3 máy phát điện xoay chiều và bộ pin lithium-ion. Hệ thống điện tử hàng không hỗ trợ máy bay hạ cánh khẩn cấp tự động trên các sân bay khác nhau nếu cần thiết. Các camera được bố trí trên UAV để theo dõi chuyến bay và tất cả các dữ liệu về tải trọng, vũ khí và đo đạc từ xa được ghi lại vào bộ ghi dữ liệu trên không, cũng như là được truyền về trạm kiểm soát theo thời gian thực. Các thuật toán tổng hợp cảm biến cho phép điều hướng và hạ cánh tự động ngay cả khi máy bay bị mất tín hiệu định vị toàn cầu. Vai trò đắc lực của Bayraktar ở Ukraine. Các nhà phân tích quân sự Mỹ và châu Âu cho rằng đội quân UAV của Ukraine đã giúp nước này làm chậm bước tiến của quân đội Nga và làm lộ ra những điểm yếu không ngờ của đối thủ. Theo họ, các video trên cũng đang đóng vai trò ngày càng nổi bật trong cuộc chiến thông tin của Ukraine. Mặc dù vậy, các UAV không có khả năng thay đổi cục diện giao tranh hiện nay. Đoạn video công bố cho thấy những khuyết điểm nghiêm trọng trong lớp vỏ phòng không của Nga khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ. Chuyên gia quân sự Mevlutoglu ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đoạn video cũng rất hữu ích trong việc chiến tranh tuyên truyền và chiến tranh tâm lý. UAV quân sự đáng tin cậy và chính xác đã từng là mục tiêu đặc quyền của quân đội Hoa Kỳ. Nhưng công nghệ này đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây và hiện đang trở thành mục tiêu chính trong cuộc chạy đua quân sự trong thế kỷ 21. Và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là nhà cung cấp ưu việt. Trong 2 năm gần đây, Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ xuất hiện ở Ukraine mà còn ở Ethiopia, Azerbaijan, Libya và Syria. Năm ngoái tại Ethiopia, lực lượng nổi dậy đã tấn công thủ đô Addis Ababa trước khi bị chính phủ đẩy lùi bằng UAV. Trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia vào năm 2020, UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Azerbaijan giành chiến thắng quyết định trước Armenia. Trong những năm gần đây, Bayraktar đã đạt được một số thành công thực sự nổi bật. Tôi sẽ tranh luận rằng bây giờ nó là máy bay không người lái nổi tiếng nhất trong nhóm. Tony Osmani, giám đốc văn phòng tại London của Aviation Week, một ấn phẩm chuyên về hàng không vũ trụ cho biết. Đoạn video do các lực lượng vũ trang Ukraine chia sẻ hôm 17 tháng 2 cho thấy một trong những điểm ưu việt của Bayraktar là khả năng gây sát thương và giá rẻ hơn nhiều so với các UAV khác và có độ rủi ro thấp. Chuyên gia Osmani ước tính rằng các UAV Bayraktar đã được bán cho Ukraine chỉ với giá vài triệu đô, trong khi hệ thống tên lửa đất đối không bị phá hủy trong video này có thể có giá trị lên tới 50 triệu đô la. Điều quan trọng là chúng có giá rẻ, và vì vậy bạn không quá lo lắng về việc bị mất mát, ông Osmani nói.
Cũng theo vị chuyên gia này, thì Ukraine có thể có tới 20 chiếc Bayraktar trong kho vũ khí. Vào tháng 12 năm 2021, theo tờ Bloomberg, thì nước này đã đặt hàng thêm khoảng 20 chiếc nữa để đối phó với các lực lượng của Nga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!